Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối nay, thứ tư ngày 22 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền hình Hương Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp giáo đoàn Phật giáo quốc tế. Tỉnh ta tổ chức gặp mặt kỷ niệm ngày thành lập Hội chữ thập đỏ 23 tháng 11. Hội chữ thập đỏ huyện Phan Sang đồng hành cùng những hoàn cảnh khó khăn. Huyện Mỹ Hào mất cân bằng giới tính khi sinh vẫn còn cao. Cần xử lý nghiêm công ty Phương Đông xả thải trái phép sau nhiều lần xử phạt. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp đoàn Phật giáo quốc tế cùng tiếp với đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã giới thiệu khái quát về lịch sử truyền thống con người và sự phát triển của Phật giáo tỉnh Hưng Yên đồng chí mong muốn các vị đại biểu khách quý sẽ là những sứ giả đem hình ảnh mảnh đất và con người hương yên thân thiện năng động sáng tạo giàu tiềm năng giới thiệu tới bạn bè quốc tế giúp cho hương yên ngày càng phát triển cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đại diện đoàn phật giáo quốc tế hòa thượng yoshimizu daichi gửi lời chúc phúc đến đồng chí chủ tịch tỉnh, tỉnh và lãnh đạo tỉnh hương yên hòa thượng đánh giá cao sự phát triển giáo hội phật giáo việt nam dưới sự lãnh đạo của tỉnh mong muốn các cấp ủy đảng chính quyền cùng với giáo hội Phật giáo gánh vác những công việc Phật sự giúp cho toàn dân an vui và thịnh vượng. Ngày 21 tháng 11, tại nhà văn hóa trung tâm tỉnh, Hội chữ thập đỏ tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 71 năm ngày thành lập Hội chữ thập đỏ Việt Nam, 23 tháng 11 năm 1946, 23 tháng 11 năm 2017. Dự hội nghị có các đồng chí Đoàn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban dân vận Tỉnh ủy, Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống 71 năm hình thành và phát triển của Hội chữ thập đỏ Việt Nam. Những năm qua, các cấp hội chữ thập đỏ trong tỉnh đã có nhiều đổi mới trong hoạt động nhân đạo từ thiện, giúp đỡ hàng nghìn lượt hộ nghèo, khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, người ưu thế trong xã hội. Nhiều phong trào hoạt động điển hình được triển khai rộng khắp. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh biểu dương và ghi nhận những kết quả mà các cấp hội chữ thập đỏ đạt được trong thời gian qua. Tiếp đối truyền thống nhân ái, hội chữ thập đỏ tỉnh cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, quan tâm công tác đào tạo bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ làm công tác chữ thập đỏ, mở rộng đội ngũ tình nguyện viên, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm tích cực tham gia công tác nhân đạo, từ thiện. Nhân dịp này, thư ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Duy Hưng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã trao tặng huân chương lao động hạng 3 cho đồng chí Phan Thanh Thế, nguyên Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng kỷ niệm chương về sự nghiệp nhân đạo cho 86 cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động nhân đạo trong thời gian qua. Sáng nay, Ban về sự tiến bộ phụ nữ tỉnh tổ chức lễ phát động tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017. Đến dự có đồng chí Nguyễn Duy Hưng Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh. Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình năm nay diễn ra từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 15 tháng 12 với chủ đề "Trung tay chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái", nhằm huy động sự tham gia của các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đặc biệt là nam giới và trẻ em trai cùng hành động để chấm dứt mọi hình thức bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. Phát biểu tại lễ phát động đồng chí Nguyễn Duy Hưng yêu cầu các ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh phải tập trung để mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về giới và bình đẳng giới, nâng cao nhận thức trong mọi người về bình đẳng giới, trong đó chú trọng việc thực hiện chế độ chính sách đối với lao động nữ, quyền lợi của trẻ em gái. Đồng thời yêu cầu các sở, ban ngành, đoàn thể cần phải tích cực vào cuộc và có những biện pháp xử lý nghiêm những trường hợp bạo lực về giới đối với phụ nữ và trẻ em gái. Tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền các kiến thức kỹ năng về bình đẳng giới, Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao bằng khen cho 7 tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ giai đoạn 2007-2017. Thưa quý vị và các bạn, chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16. Ngày 21 tháng 11, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có những buổi tiếp xúc với cử tri các địa phương. Tiếp xúc với cử tri huyện Yên Mỹ có ông Đỗ Xuân Sảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng các đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh và lãnh đạo huyện yên mỹ với tinh thần dân chủ cởi mở, cử tri trong huyện đã phát biểu bày tỏ tâm tư nguyện vọng của mình và kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh. Cử tri đã giai phạm kiến nghị tỉnh cần có chính sách hỗ trợ xã đầu tư xây dựng công trình trường học vì hiện nay ở giai phạm tình trạng thiếu lớp học ở cấp tiểu học đang làm ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục. Cử tri ngành hạ tầng kinh tế kiến nghị quốc lộ 39 qua địa bàn huyện Yên Mỹ thường xuyên xảy ra ủn tắc tai nạn giao thông. Vì vậy tỉnh cần có giải pháp mở nâng cấp tuyến quốc lộ này cử tri sẽ Lưu Xá kiến nghị tỉnh sớm có kế hoạch nâng cấp cải tạo khu di tích Hải Thượng Lãn Ông, nhất là đường vào khu di tích hiện nay đã xuống cấp trầm trọng. Tại huyện Văn Giang, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã về tiếp xúc với cử tri hai xã Long Hưng và Tân Tiến tại các điểm tiếp xúc cử tri kiến nghị hiện trên địa bàn vẫn còn tình trạng ô nhiễm môi trường cho khu dân cư các mương máng và sông trục tiếp tục duy trì chương trình hỗ trợ xi măng trong chương trình xây dựng nông thôn mới quan tâm nâng cấp hệ thống tiểu thủy lợi nội đồng nhất là những khu ruộng sen kẹp định hướng cho nông dân thâm canh nâng cao thu nhập đảm bảo đời sống sau khi đã giao đất cho dự án đẩy nhanh tiến độ xử lý dôi dư, dư và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tăng cường quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm, phân bón thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, quan tâm hơn nữa cho người có công và người cao tuổi. Căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, nghị quyết số 85-2016-NDQ-HDNZ ngày 20 tháng 12 năm 2016 về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh ấn định tổ chức kỳ họp thứ năm. Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2016-2021 với những nội dung chính như sau. Một thời gian 3 ngày từ ngày 6 tháng 12 năm 2017 đến ngày 8 tháng 12 năm 2017, khai mạc 8 giờ ngày 6 tháng 12 năm 2017. Đề nghị các đại biểu đến trước giờ khai mạc 30 phút để nhận tài liệu. Địa điểm tại Hội trường 408, trụ sở Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh, số 10 đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hương Yên, tỉnh Hưng Yên. 2. Thành phần triệu tập các ông bà đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 16, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, tranh án toán nhân dân tỉnh, viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh, thủ trưởng các sở ban ngành tỉnh không là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. 3. Thành phần mời các đồng chí thường trực tỉnh ủy, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo văn phòng quốc hội, lãnh đạo ban công tác đại biểu, vụ công tác đại biểu, trưởng đoàn, phó trưởng đoàn, và các vị đại biểu Quốc hội tỉnh, ủy viên ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 18, đại diện thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, trưởng các tổ chức chính trị xã hội tỉnh, giám đốc trường chính trị Nguyễn Văn Linh, đại diện lãnh đạo các văn phòng tỉnh ủy, đoàn đại biểu Quốc hội, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, chủ tịch các hội chữ thập đỏ, văn học nghệ thuật, nhà báo, đông y, chủ tịch các phó chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện thành phố. Kỳ họp thứ năm, hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng và sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình của đài phát thanh chủ tịch hương yên thay mặt thường trực hội đồng nhân dân tỉnh ký thay chủ tịch phó chủ tịch đỗ xuân sảng Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiền, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng một số tuyến đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. Với 83,1% số đại biểu tan thành, Quốc hội chính thức thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. Địa điểm cụ thể là từ Cao Bồ, Nam Định đến Bãi Vọt, Hà Tĩnh, từ Cam Lộ, Quảng Trị đến La Sơn, Từ Thiên Huế, từ Nha Trang, Khánh Hòa đến Dầu Dây, Đồng Nai, cầu Mỹ Thuận 2, Tiền Giang và Vĩnh Long. Giai đoạn 2017-2020 dự kiến đầu tư 654 km chia thành các dự án thành phần vận hành độc lập. Tổng mức đầu tư của dự án là trên 118.000 tỷ đồng, bao gồm 55.000 tỷ đồng vốn nhà nước và trên 63.000 tỷ đồng vốn huy động ngoài ngân sách. Quốc hội yêu cầu chuẩn bị đầu tư để thực hiện dự án từ năm 2017 và cơ bản hoàn thành vào năm 2021. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận về dự án luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt. Các đại biểu cho rằng việc thu hút đầu tư vào các đặc khu kinh tế phải đảm bảo tạo được nội lực và bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia và bản sắc văn hóa Việt Nam, cần quy định rõ những ngành không cho nước ngoài đầu tư hoặc không cho chuyển nhượng cho nước ngoài. Về vấn đề cấp đất, đại biểu cho rằng cần xem xét kỹ quy định này vì theo luật hiện hành chỉ cấp đất tối đa 70 năm trong dự án luật cho phép đến 99 năm. Đại biểu cho rằng nên quy định có những quyền giao cho Thủ tướng và lãnh đạo địa phương nhưng cũng có những quyền phải giao cho chính phủ để bộ ngành trung ương có ý kiến để không mất đi sự giám sát về chủ quyền quốc gia. Có những nội dung quan trọng về đặc khu thì cả chính phủ phải chịu trách nhiệm. Các đại biểu cũng nhất trí với dự án luật nên đưa ba đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt là Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc và luật chung chứ không tách thành luật riêng. Chương trình thể sự sẽ được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn. Tính đến nay, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã nhận được số tiền trên 500 triệu đồng quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh Nam Trung Bộ các phục hậu quả do bão số 12 gây ra qua 10 ngày phát động cán bộ công chức viên chức cán bộ chiến sĩ và người lao động trong các cơ quan đơn vị, lực lượng vũ trang, đoàn thể doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế đã quyên góp số tiền trên 500 triệu đồng, tiêu biểu như các huyện Văn Lâm 70 triệu đồng, Ân Thi 70 triệu đồng, Tiên Lữ 60 triệu đồng, tổng công ty may 30 triệu đồng và nhiều đơn vị cơ quan khác. Theo kế hoạch, cuộc vận động kết thúc vào ngày 25 tháng 11 năm 2017. Hoạt động này thể hiện tinh thần đoàn kết, kịp thời hỗ trợ đồng bào các tỉnh Nam Trung Bộ khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Với mong muốn sẻ chia, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, hội chữ thập đảo huyện Phan Giang đã có nhiều hoạt động ý nghĩa đối với cộng đồng. Vợ chồng bà Nguyễn Thị Tuyên rất cửu cao là một gia đình có hoàn cảnh khó khăn điển hình trong huyện. Đã ở cái tuổi xưa này hiếm, cả hai ông bà đều hay ốm đau, không có chỗ dựa. Liên tục từ năm 2015 đến nay, Hội chữ thập đỏ huyện đã phối hợp với các nhà hảo tâm đều đoạn hàng tháng hỗ trợ ông bà 10 kg gạo. Hội còn tích cực vận động các nhà hảo tâm thường xuyên đến thăm hỏi động viên ông bà. Hai vợ chồng tôi nhớ xin nhận được món quà của uh, hội thập đỏ huyện Văn Lang tỉnh xã thì chúng vợ chồng tôi rất là hạnh phúc và rất là phấn khởi, rất là sung sướng. Gia đình ông Đào Duy Quýt, xã Long Hưng là nạn nhân bị ảnh hưởng chất độc da cam. Dẫu hai vợ chồng ông đã đấu lực lao động nhưng vẫn không đủ khả năng để xây dựng một căn nhà kiên cố. Cảm thông trước hoàn cảnh của gia đình, Hội Chữ Thập Đỏ huyện đã hỗ trợ gia đình 20 triệu đồng để xây dựng nhà mới. Gian nhà cấp 4 nó đã xuống cấp nghiêm trọng và đã cũng được sự quan tâm của Hội Ủy ban nhân dân huyện Hội chức trong bảo huyện Văn Giang và các cơ quan của huyện cũng như của xã Long Hưng hỗ trợ gia đình tôi 20 triệu đồng. Thì gia đình tôi cũng đã làm đến nay đã được mua nhà khang trang sạch đẹp, đời sống nhà đảm được, được, cải thiện. Từ đầu năm đến nay, Hội Chức Thập Đỏ huyện phối hợp với nhiều đơn vị tặng trên 1.000 xuất quà cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn huyện trị giá 230 triệu đồng. Hội cùng Bộ Chủ huy quân sự tỉnh và Hội Chức Thập Đỏ tỉnh tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 200 người tại xã Tân Tiến, hỗ trợ xây sửa nhà cho 12 đối tượng, nạn nhân chất độc da cam với tổng số tiền 200 triệu đồng. Nhận giúp đỡ 127 địa chỉ hàng tháng hỗ trợ bằng nhiều hình thức, trợ giúp bằng tiền, gạo, không chỉ quan tâm các hoàn cảnh khó khăn trong huyện, vừa qua hội còn triển khai cuộc vận động ủng hộ người dân xã Tà Hộc, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La khắc phục hậu quả mưa bão 150 triệu đồng để mà có nguồn lực mà giúp đỡ được các đối tượng nạn nhân chất độc da cam ấy và các đối tượng khó khăn trên địa bàn toàn huyện ấy thì trước hết thì chúng tôi phải làm tốt cái công tác tuyên truyền tuyên truyền vận động tuyên truyền tới cán bộ đảng viên công chức viên chức và đặc biệt là với người dân để người ta hiểu được cái mục đích ý nghĩa của cuộc vận động mỗi uh, tổ chức cá nhân gắn với vị chỉ nhân đạo và để người ta chung tay cùng với hội chữ thập đỏ để trợ giúp được. Hội chữ thập đỏ huyện Văn Giang đã huy động được sức mạnh của toàn xã hội giúp đỡ cho nhiều đối tượng khó khăn, đồng thời kết nối được tình yêu thương, khơi dậy lòng nhân ái của con người, có phần không nhỏ thắp sáng niềm tin cho những mảnh đời kém may mắn. Do vẫn còn nhiều người dân trên địa bàn huyện Mỹ Hào, còn tư tưởng cổ hủ trọng nam kinh nữ, nên trong những năm vừa qua, tình trạng mất cân bằng giới tính trên địa bàn luôn ở mức cao. Tỷ lệ mất cân bằng giới tính của huyện Mỹ Hào trong 3 năm gần đây vẫn ở mức cao với trung bình là 117 bé trai trên 100 bé gái. Cụ thể trong năm 2015, tỷ lệ giới tính khi sinh của huyện là 119 bé trai trên 100 bé gái, năm 2016 là 118 trên 100 và tính đến thời điểm này là 116 bé trai trên 100 bé gái. Bên cạnh nguyên nhân sâu xa là do nhận thức về các gia đình muốn có con trai để nối dõi, thì công tác tuyên truyền vận động về sức khỏe sinh sản và về giới tính đối với các cặp vợ chồng chưa được chú trọng đúng mức. Rác thải tồn động, gây ô nhiễm môi trường, cản trở dòng chảy là tình trạng diễn ra tại kênh tiêu thoát nước thuộc thôn 4, xã Thuần Hưng, huyện Khói Châu người dân cho biết tình trạng này đã diễn ra từ nhiều năm nay rác thải từ các địa phương lân cận theo dòng chảy đổ dồn về đây bốc mùi hôi thối ảnh hưởng đến môi trường sống mặt khác do không được khơi thông nạo vét thường xuyên nên rác lưu cữu lâu ngày cản trở dòng chảy tại khu vực cống tiêu gây khó khăn cho việc tiêu thoát nước tình trạng này cần sớm được khắc phục đồng thời các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền tới người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường đổ rác đúng nơi quy định Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Phương Đông đóng trên địa bàn xã Xuân Dục huyện Mỹ Hào đã nhiều lần bị các cơ quan chức năng trong tỉnh xử phạt vì xả thải gây ô nhiễm môi trường. Dù đang trong thời gian được cơ quan chức năng yêu cầu khắc phục nhưng công ty vẫn có hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng đến đời sống sản xuất của nhiều hộ dân xung quanh. Tháng 6 năm 2015, công ty bị phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh bắt quả tang xả chất thải cho qua xử lý ra môi trường và xử phạt 275 triệu đồng. Tiếp đó đến tháng 6 năm 2017, công ty lại bị các cơ quan chức năng trong tỉnh xử phạt hơn 300 triệu đồng vì xả chất thải gây ô nhiễm môi trường và một số lỗi vi phạm như không thu gom chất thải theo quy định, xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật dù đang trong thời hạn 6 tháng bị cơ quan chức năng trong tỉnh yêu cầu phải có biện pháp xử lý nước thải đạt quy chuẩn trước khi xả ra môi trường, nhưng công ty vẫn tiếp tục xả nước thải có màu đen ra ngoài môi trường gây ô nhiễm nguồn nước sông Cầu Lường và làm ảnh hưởng đến cuộc sống sản xuất nông nghiệp của nhiều hộ dân của các xã Xuân Dục, Ngọc Lâm, huyện Mỹ Hảo. Hành vi này cần được các cơ quan chức năng kiên quyết xử lý. Tòa án nhân dân huyện Ân Thi vừa tổ chức xét xử lưu động hai vụ án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Vụ thứ nhất xét xử bị cáo Đỗ Văn Hoàng, sinh năm 1979, quê quán thôn An Khải, xã Bắc Sơn. Theo cáo trạng, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 22 tháng 9 năm 2017, tại nhà ở của mình, Hoàng đã có hành vi bán trái phép cho Nguyễn Đức Triển hai gói heroin có trọng lượng 0,068 gram với giá 200.000 đồng, thì bị công an bắt quả tang. Khám xét tại nhà, cơ quan chức năng còn thu giữ một gói heroin có trọng lượng 0,047 gram và một số dụng cụ dùng để san chiết và gói ma túy. Vụ thứ hai, xét xử bị cáo Trương Văn Đức, sinh năm 1989, quê quán, thôn Anh Nhuệ, xã Văn Nhuệ. Với hành vi trên, cả hai bị cáo đều bị truy tố với tội danh tàng trữ trái phép chất ma túy theo quy định tại khoản 1 điều 194 Bộ luật hình sự. Kết thúc phiên tòa, bị cáo Nguyễn Hữu Trọng, bị tòa tuyên án 2 năm 6 tháng tù giam, bị cáo Trần Văn Anh 1 năm 6 tháng tù giam. Sau đây là tin về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại huyện Văn Giang, là một người tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn xảy ra vào hồi 4 giờ 45 phút ngày 22 tháng 11 tại ngã tư vòng xuyến giao nhau giữa đường 379 và đường 379B thuộc địa phận thị trấn Văn Giang giữa xe ô tô tải mang biển kiểm soát 89C 11343 do lái xe sinh năm 1981 ở Lực Điền Minh Châu Yên Mỹ điều khiển theo hướng Hà Nội đi Hương Yên với xe máy nhãn hiệu Honda Way biển kiểm soát 89 l 1 năm do một người đàn ông sinh năm 1974 trú tại thôn Đại Hạnh, xã Hòa Long, huyện Yên Mỹ điều khiển. Hậu quả, người đi xe máy chết tại chỗ, thi thể bị biến dạng do bị xe tải cuốn vào gầm xe và tông vào vòng xuyến. Hiện vụ tai nạn đang được lực lượng công an tiếp tục điều tra làm rõ. Huyện Khói Châu vừa tổ chức giải thi đấu môn cầu lông và bóng bàn các nhóm tuổi. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các môn thi đấu tại Đại hội Thể dục Thể thao huyện năm 2017. Tham gia giải vô địch cầu lông bóng bàn có 18 đơn vị ở các xã thị trấn với 190 vận động viên. Với hình thức thi đấu vòng tròn tính điểm, giải đã diễn ra trong 3 ngày. Các trận đấu diễn ra hết sức sôi nổi trên tinh thần giao lưu đoàn kết nhưng không kém phần quyết liệt với những đường cầu đẹp mắt và thu hút được nhiều khán giả tham gia cổ vũ. Đây là một hoạt động thiết thực bổ ích là sân chơi lành mạnh giúp cho các vận động viên giao lưu học hỏi, tạo khí thế thi đua sôi nổi và rèn luyện sức khỏe. Đồng thời, giải đấu sẽ chọn ra những vận động viên xuất sắc tham gia thi đấu tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Hưng Yên năm 2018. Kết thúc giải đấu, ban tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn thuộc về thị trấn Khói Châu, giải nhì thuộc về xã Đông Tảo và giải ba thuộc về xã Bình Minh. Đồng thời, ban tổ chức đã trao các giải nhất nhì ba các môn cầu lông bóng bàn cho các vận động viên ở các nhóm tuổi. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự tối mai của Đài Phát thanh Truyền hình Hương Yên sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Huyện Khoái Châu trưng bày năm sản phẩm tại hội trợ Cam năm 2017. Hiệu quả xây dựng tổ tự quản cho tự an toàn giao thông ở thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hảo. Những người giữ hồn cổ vật trên đất Hương Yên. Kính mời quý vị và các bạn chú đón xem.